Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào quý khách hàng. Hôm nay thì Hùng sẽ đến với trục đường Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp. Chúng ta đến với một siêu phẩm nhà phố hiện đại, thiết kế rất đẹp. Đây là một căn nhà có thiết kế và được xây dựng là một trệt một lửng 3 lầu với diện tích ngang 4m2, độ dài 15m. Nhà xây rất đẹp nha mọi người, tặng kèm full nội thất bên trong. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà, một căn nhà hướng chính đông. Và nhà thì bao gồm sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau nha. Chúng ta để ý mặt tiền mặt chính của căn nhà. Đây là một căn nhà nằm ở cuối con hẻm nha mọi người. Đây là con đường trước nhà nha mọi người, một con đường nhựa 6m, đường hẻm cụt. Ngay cách mặt tiền đường chính đường Nguyễn Oanh khoảng chừng 100m thôi, một khu nhà lầu đồng bộ. Và căn nhà mình thì nằm ở kia, ở cuối con hẻm nha. Đây này, khu nhà của chúng ta này. Khu nhà này toàn nhà lầu thôi nha mọi người ơi. Và chúng ta chỉ một căn nhà hướng đông duy nhất trong khu này, với diện tích ngang 4m2, độ dài 15m, tặng kèm full nội thất bên trong, còn giao bán nha. Và chúng ta sẽ đi lại với căn nhà. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà phố đẹp, có thiết kế, tặng kèm full nội thất bên trong này nha mọi người. Bên ngoài chúng ta có một lớp cổng sắt và bên ngoài thì được ốp đá này. Bên trong là khoảng sân đậu xe máy và khu vực tủ giày dép đây, và bên trong nữa là một lớp cửa nhôm xin pha, lớp cửa chính căn nhà, lớp cửa 4 cánh nha quý vị. Nhà thì tặng kèm full nội thất bên trong, bao gồm sofa, bàn ăn, tủ kệ, tivi, tranh ảnh trang trí, giường ngủ, chăn ga, gối đệm và rất là nhiều nội thất trang trí khác nhau sẽ được chủ nhà tặng lại hết khi chúng ta mua. Không gian phòng khách của chúng ta này, gia chủ còn để cây xanh vào đây nữa nha mọi người, nhìn rất là đẹp. Trên tường chúng ta có những bức tranh và tường được sơn màu xám kết hợp với phía bên trên là trần thạch cao, đèn chùm chiếu sáng và những ánh đèn led rất là lung linh. Và căn nhà này đang được bên Hùng chào bán với giá bán là 7 tỷ 100 triệu đồng, còn bớt. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà ngang 4m2, độ dài 15m này thì hãy liên hệ với bên Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Một mẫu nhà đẹp năm 2021 đang được bên mình chào bán và gửi đến quý anh chị khách hàng trên hệ thống kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cầu thang thì gia chủ sẽ ép sát vào bên tường với mặt gỗ và những cái nhựa được ốp xung quanh rất đẹp và cao cấp. Ở đây chúng ta có hồ cá nữa nha mọi người, hồ cá và hồ non bộ này ngay khu dưới cầu thang này. Phía dưới cầu thang thì chúng ta sẽ có một cái vệ sinh ở dưới tầng trệt, chúng ta sử dụng chung này. Đây là vệ sinh dưới tầng trệt nha mọi người. Và chúng ta sẽ tham quan không gian phòng bếp. Phòng bếp là một không gian khá đẹp với một bộ bàn ăn 6 ghế, đèn chiếu sáng, trần thạch cao, đèn led và khu vực tủ kệ bếp, khu vực để tủ lạnh. Đây, khu vực tủ kệ bếp đây. Có bồn rửa trên bát, giá kệ để trên bát và khu vực đặt bếp cũng là khu vực hút mùi. Phía sau là giếng trời sút với những khu vực trồng cây xanh ở cuối nhà và được ốp đá tổ ong rất đẹp. Đây là giếng trời sút ở phía sau nha. Thiết kế giếng trời kiểu này rất là thoáng mát nha mọi người. Đây là Hùng quay từ phía sau ra này. Nhà thì thiết kế là một lửng và ba lầu.
bao gồm gara xe hơi, phòng khách dưới tầng trệt, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giằng thờ và sân thượng trước sau. Một mẫu nhà rất đẹp, thiết kế hiện đại, sang trọng, mẫu mới của năm 2021. Đang được Huy Hùng chào bán và gửi đến đại gia đình mình trên hệ thống kênh YouTube Bán Nhà của Bắc Tân Bình và quận 12. Chúng ta di chuyển lên trên lầu để tham quan nhé. Cầu thang thì ốp gỗ hết nha mọi người. Và trên lầu sẽ là phòng khách trên tầng lửng nha. Phòng khách trên tầng lửng thì chúng ta sẽ có một phòng khách khá đẹp trên này, với một khu vực ốp gỗ, khu vực tủ trang trí, tủ kệ sách, bàn làm việc, phòng tiếp khách. Và phòng khách thì thiết kế rất đẹp này. Cầu thang đi ngược với phía dưới. Giá bán là 7 tỷ 100 triệu đồng thôi, ngay khu vực chợ An Nhơn, sát bên Lotte Mart quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là khu vực Cityland Phan Văn Trị, di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Nhà thiết kế theo kiểu nhà phố lệch tầng nha mọi người. Chúng ta sẽ vào tham quan phòng ngủ này. Phòng ngủ rất là thoáng mát, với giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, tủ đầu giường, chăn nhánh trang trí, màn rèm cửa, ban công trồng cây xanh. Và bên đây là bàn trang điểm, bàn làm việc, gương soi. Phía trước là ban công, cửa lùa 4 cánh, rất là thoáng mát. Nhà thì gia chủ lau rất là sạch nha mọi người. Ngoài ban công này, trần thì ốp nhựa. Phòng ngủ thì vô cùng thoáng mát và sáng, rất là sáng nha. Tủ áo và âm tường sẽ được gia chủ làm ở đây. Và ở đây sẽ là khu vực vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, vòi tắm hoa sen và bồn cầu. Ở dưới nhà thì chúng ta sẽ có giếng trời này, hai giếng trời này, rất là thoáng mát nha. Phòng ngủ phía đằng sau, phòng ngủ mini. Phòng ngủ này dành cho con em của chúng ta, với sàn gỗ, tủ áo, giường ngủ 1m6, cửa sổ ra giếng trời, vệ sinh trong. Phòng vệ sinh đây nha mọi người. Và chúng ta di chuyển lên trên lầu để tham quan khu vực không gian hai phòng ngủ tiếp theo. Hai phòng ngủ tiếp theo căn nhà thì chúng ta cũng có giường ngủ, tủ áo, chăn ga gối đệm và vệ sinh trong. Đây là phòng vệ sinh này. Và phòng ngủ này thì chúng ta cũng có giường ngủ này. Đây là giường ngủ 1m6 này. Bên trước là ban công, cửa sổ ra ban công và màn rèm cửa. Có tủ áo và tủ kệ tivi. Chúng ta sẽ qua phòng ngủ số 4, phòng ngủ cùng của căn nhà. Phòng ngủ số 4 thì chúng ta cũng có giường ngủ 1m6, chăn ga gối nệm, cửa sổ ra giếng trời phía sau, cửa lùa 4 cánh, bàn trang điểm, bàn làm việc, ống máy lạnh, tủ áo và tủ kệ tivi. Nhà thì tặng kèm full nội thất như thế này, rất là đẹp. Chúng ta mua thì sẽ nhận nhà vào ở ngay. Sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng được ngay trong ngày luôn. Và đây là mẫu thiết kế rất là mới, một mẫu nhà đẹp của năm 2021 quý anh chị đang xem. Chúng ta đang di chuyển lên khu vực sân thượng với phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Nhà thì ốp gỗ nên chúng ta đi rất là ấm chân nha mọi người. Trên đây là khu vực không gian phòng giặt này, chúng ta khu vực để máy giặt ở đây. Và phía sau sẽ là khu vực sân phơi cũng như sân thượng sau. Đây, có cầu thang leo lên trên luôn nha mọi người. Và phía trước sẽ là phòng thờ. Chúng ta sẽ qua phòng thờ. Đây là phòng thờ này. Phòng thờ thì chúng ta cũng có màn rèm cửa này. Và khu vực sân thượng phía trước của chúng ta đây, rất là rộng rãi, với những ánh đèn chiếu sáng rất là lung linh. Đây là một khu nhà lầu đồng bộ của trục đường Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị vừa xem xong video trực tiếp tại căn nhà rất đẹp và cao cấp, nằm vô một khu phân lô hẻm 6m, xe hơi vào tận nhà. Giá bán là 7 tỷ 100 triệu đồng. Nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại.